mọi người xem cảnh người dân ăn búp phở chay miễn phí tại chùa Quán Thọ rất là đông luôn. Hôm nay cũng là ngày 1 tháng 7 âm lịch, hôm nay đầu tháng người đông khủng khiếp luôn, rất là nhiều món ăn búp phở chay tại chùa nha.